ngay trong ngày đầu tiên thực hiện. Theo ghi nhận của phóng viên, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thuận lợi. Do đã được tuyên truyền từ trước về mục đích, ý nghĩa, thời gian và hình thức thực hiện cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở lần này. Nắm bắt được ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc điều tra đối với việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cuộc tổng điều tra, ông Bùi Cao Khoác, tổ 28A, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tạm gác lại mọi công việc để thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho điều tra viên. Cuộc tổng điều tra dân số này là nhằm cái mục đích là xây dựng cái dữ liệu quốc gia để mai sau phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, rồi thì các cái mục đích khác mà quốc gia có dự định. Thế cho nên là chúng tôi cũng rất là trung thực, đồng thời là kê khai đầy đủ và đúng để cho cái cuộc điều tra dân số góp phần phát triển đất nước càng ngày càng tốt hơn. Do làm tốt công tác chuẩn bị, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nên đông đảo bà con tích cực ủng hộ việc thực hiện cuộc tổng điều tra. Đặc biệt, cuộc tổng điều tra năm nay được ngành thống kê áp dụng triệt để công nghệ 4.0 vào hoạt động điều tra với hai phương pháp và ba hình thức thu thập thông tin, đảm bảo cuộc tổng điều tra sẽ diễn ra với mức độ chính xác cao nhất. Việc lấy thông tin được thực hiện trực tiếp bằng phiếu copy và triển khai thông qua điện thoại thông minh, máy tính bảng. Điều này sẽ giúp cho việc thao tác lấy thông tin của từng điều tra viên được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn. Trong cái phần mềm của cái phiếu copy ấy là đã đầy đủ tất cả các cái thông tin, rất là thuận tiện trong cái việc là điều tra viên đi để điều tra và các cái thông tin cần phải điều tra thì đều có hết ở trong phiếu copy, và chúng tôi thấy rằng là đó là một cái led rất là mới và tiết kiệm được thời gian cũng như là thuận tiện cho các điều tra viên trong quá trình đi thực hiện. Theo Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, trên địa bàn tỉnh có tất cả 1.789 địa bàn điều tra, trong đó có 38 địa bàn đặc thù. Ngày đầu tiên, sau khi tiến hành, điều tra viên lấy mẫu ở hai hộ gia đình. Ban chỉ đạo xã phường sẽ tiến hành họp nhằm rút kinh nghiệm cho các điều tra viên trong quá trình thu thập thông tin để đảm bảo cuộc tổng điều tra này được diễn ra thuận lợi. Công tác chuẩn bị đã được tỉnh thực hiện chú đáo. Khó khăn lớn nhất của tỉnh Lào Cai trong quá trình điều tra là nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với những nơi này, tỉnh đã phân chia địa bàn một cách cụ thể, sử dụng các điều tra viên chủ yếu là cán bộ xã, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, thông thuộc địa bàn và hiểu được thời gian sinh hoạt, sản xuất của người dân. Trên địa bàn này đã được phân cho các cái điều tra viên có những cái điều kiện tích cực, hiểu biết vùng cao, có điều kiện quan hệ thân thuộc, thế rồi kỹ năng điều tra rất là tốt và đặc biệt là hiểu được cái điều kiện thời gian đi lại, quy trình sản xuất của bà con nhân dân. Cho nên là trong cái tổng điều tra lần này, tôi tin chắc rằng là đối với các khu vực vùng cao cũng sẽ hoàn thành sớm các cái nhiệm vụ đặt ra. Theo ghi nhận, ngày đầu tiên của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra suôn sẻ với sự làm việc tích cực của đội ngũ điều tra viên và sự hợp tác của người dân ở các địa phương. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên ban chỉ đạo các cấp, tin tưởng rằng Lào Cai sẽ sớm hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.